Con tên là Bùi Thị Yến Nhi, năm nay con 13 tuổi ạ. Con đang học lớp 7 trường Trung học cơ sở Gia Mô ạ. Con sống cùng ông bà và em trai ạ. Em trai con học lớp 3. Ba mẹ con mất rồi ạ. Mất khi đầu năm lớp 7 ạ. Mẹ của Yến Nhi bị bệnh ung thư gan ạ. Bố là nó cũng bị bệnh ung thư như thế đấy. Lúc còn sống, bố của với mẹ của Yến Nhi làm ở trên Bắc Ninh ạ. Mẹ nó làm công ty, bố Nhi đi làm cụ hồ ấy. Hai con đi làm, bà để nuôi cho cháu đúng 3 năm. Dâu của tôi mất một ngày, cách một ngày lại con trai của tôi ạ. Nó lại bị mất đấy. Từ lúc bố mẹ con mất, con rất đau lòng và buồn ạ. Tôi là khó khăn vì con mà nó mất đi thì không có ai làm thì khổ lắm đấy. Công việc hàng ngày của tôi đi làm ruộng ạ. Tôi có 6 sào ruộng mà chỉ cấy được 3 sào thôi ạ. 3 sào còn lại không làm được cái gì. Không dám bán đâu để ăn chứ. Tôi chỉ có 2-3 mẹ gà. Bán lúc nào bán chỉ được 200-300 cho cháu ăn thôi ạ. 1-2-3 tháng mới được 1-2-3 con đấy. Nó có đẻ nó hay dịch lắm ạ. Hàng ngày con ăn cơm với dâu, dâu là bà chồng ạ. Ăn rau mãi, 2-3 tuần mới có thịt mà ăn đấy. Và khi nào có tiền thì mới đi lấy 1-2 lạng cho các cháu ăn thôi ạ. Người ta không chịu thì phải nói có tiền lúc nào thì lấy một ít cho cháu ăn, thỉnh thoảng thì nó ăn đấy mà. Hàng ngày hai chị em con đi học ăn sáng ở nhà, bà sẽ mua cặp sách của anh chị lớn để cho con học. Cháu tự học rồi đấy. Yến Nhi thi văn được giải vị cấp huyện được giải 3. Muốn nuôi học thì biết lấy gì mà nuôi. Bà một ngày một già rồi, đau xương khớp, nhức đầu, không làm tha tiền mà nuôi cháu đâu. Ông thì có bệnh tật nữa. Sức khỏe của ông thì không làm được gì ạ. Ông bị bệnh thần kinh ạ. Khi mà ông lên cơn bệnh thì ông ngã cho rút ngất ạ. Căn nhà của con đang ở mùa ọt mối ạ, cú ạ, khi mưa lớn sợ bay ngói ạ. Sau khi bố mẹ của Yến Nhi mất thì nhà trường có tức là vận động quyên góp nhau, tức là được hơn 40 triệu mua một cái xe điện cho cháu đi học. Rồi lại còn lại là làm cái sổ tiết kiệm cho cháu. Sau này cháu đi học cần dùng đến tiền đó là cháu sẽ sử dụng cái tiền đấy. Bà chỉ lo cái gì cũng không có tiền mà nuôi các cháu đi học như thế đấy. Mong ông có sức khỏe, bà có sức khỏe để nuôi các cháu đi học. Ước mơ của con sau này muốn học ngành nghề y ạ. Con mong ông bà sống lâu ạ. Ông bà đừng có bỏ con đi ạ. Vì ông bà là chỗ dựa của con ạ. Con yêu thương ông bà nhiều lắm.